Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Luyện Tư Pháp cùng Lâm Ngọc Hiếu. Vâng, tôi là Lâm Ngọc Hiếu, viết thư pháp ở Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi cùng quý vị đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng ở vùng đất xứ Đoài. Đó là chùa Khai Nguyên ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Vâng, chuyến vãng cảnh chùa Khai Nguyên này tôi sẽ làm thành 4 video. Video đầu tiên tôi đặt tên là Xe Máy Một Mình Từ Xa Đến. Vâng, bây giờ chúng ta khởi hành. Chúng ta xuất phát là từ ngã tư Trung Sơn Trầm đi vào xã Sơn Đông, đường đi khoảng 3 cây số. Trên đường đi quý vị có thể quan sát và nhận biết để lần sau quý vị có thể tự đi một mình. Đồng thời quý vị cũng tham quan khung cảnh của vùng ngoại ô thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trên ngực tôi có đeo cái camera thể thao, cái action camera Eken A9H9. Quý vị nhớ phân biệt camera hành trình và camera thể thao là khác nhau. Camera thể thao thì chịu cái sự rung động của động tác như chạy, nhảy, bơi, leo núi, cho nên là yêu cầu chống rung tốt hơn là camera hành trình. Tôi có cải tiến cái dây đeo ngực để gắn cái camera thể thao này, vừa giảm được độ rung của đường sắt này, vừa nâng được cái tầm cao của góc nhìn. Nếu như để nguyên bản thì chúng ta sẽ bị hai cái gương trước mặt này và cái đầu lái này, nó sẽ choán hơn nửa màn hình. Và tôi cải tiến thế này thì cũng giảm được 50% cái sự ảnh hưởng của cái độ cao bị choán của tay lái. Trước mặt chúng ta là xã Cổ Đông. Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Ở đây có hai cái quý vị đừng sốt ruột, cũng sắp đến rồi. Và cầu qua, bây giờ chúng ta đi qua cầu qua. Để đến cho nên là chỗ Cổ Đông. Phía bên phải của chúng ta là đường sĩ quan Cổ Qua. Trước kia chúng ta gọi là đường sĩ quan Cổ Qua. Người Việt Nam chúng ta không ai là người chưa bao giờ đến vãng cảnh chùa.
Khi đến chùa thì chúng ta thấy ở bên phải và bên trái của chùa là có hai chữ. Một bên là cổng phương tiện, một bên là cổng tùy duyên. Cho nên chúng ta phải chọn cổng vào. Tôi là người cũng nhiều năm cũng tự học về thư pháp và bát quái, thì tôi cũng dành công sức để nghiên cứu những cái câu đối hoành phi của nhà chùa. Và nhân đây tôi đọc cho quý vị các bạn một đôi câu đối hay, đó là: chi phúc phúc thường lạc, tùy duyên duyên tự lai. Nghĩa là biết được phúc thì phúc luôn ở bên mình, tùy duyên thì duyên sẽ đến. Câu này cũng tương tự như là tùy ngộ nhi lạc, tức là tùy hoàn cảnh mà vui. Luôn luôn bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng bằng sức lực, bằng trí tuệ của mình để mình tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu này cũng tương tự như câu nói bằng tiếng Anh, tức là "You should be happy with what you have." You should be happy with what you have. Hoặc những câu đối hay của nhà chùa, ví dụ như ở chùa Diệu Nam, quận Hai Bà Trưng, có đôi câu đối là: giác lộ hoằng khai siêu khổ hải, từ hàng tế độ việt mê tân. Nghĩa là đường giác ngộ mở to qua biển khổ, thuyền từ chở khắp vượt sông mê. Mỗi người chúng ta đến vãng cảnh chùa ở một tâm thái khác nhau. Có người tâm thái của Phật tử, có người mang tâm thái của kẻ mộ đạo, cũng có người mang tâm thái của một viễn khách để đến ngắm nhìn phong cảnh chùa. Có những người thì đến để tìm không gian thanh tịnh của nhà chùa, thư thái thể xác và tâm hồn. Thiền môn bất cấm vô duyên khách, Phật đạo năng dung hữu thiện nhân.
nghĩa là cửa thiền không cấm người vô duyên. Nhưng Phật đạo, tức là theo đạo, theo Phật, thì chỉ có người nào có thiện tâm thì mới đi theo được. Đó cũng là một câu đối ý nghĩa để chúng ta hiểu thêm về đạo Phật, hiểu thêm về Phật tử. Đôi câu đối phổ thông nhất của đạo Phật đó là Phật tại tâm, chân tâm thị Phật. Gia hữu đạo, chính đạo truyền gia. Ở bên phải của chúng ta là chính điện. Chúng ta đi vòng về phía sau của chính điện. Khu nhà này nghe nói là đến mùa hè các Phật tử đến để học và các cháu học sinh cũng đến để tìm hiểu về đạo Phật. Hôm nay là ngày đầu tuần cho nên là khách đến chùa ít hơn ngày thứ bảy chủ nhật. Bây giờ chúng ta vòng lại, đi về hướng phía trước cổng chùa, nơi có một hồ nước rất mát và rộng. Bên tay trái của chúng ta là tòa Phật tượng rất cao. Bên tay phải chúng ta là bệ của tòa Phật tượng. Phía sâu hơn gọi là thất, có vườn lan rất đẹp và có các ni cô nghỉ tại đó.
bên tay trái là chính điện. Bây giờ ta vòng sang bên phải, đi về hướng cổng chính, nơi có hồ nước rộng và có mái tam quan. Trước mặt chúng ta là chính điện. Vâng, đây là chính điện. Đây là cổng chính, cách đây nhiều năm, khách thập phương đến chùa là đi bằng cổng này, nhưng nhà chùa đã mở cổng mới, rộng hơn. Đây chúng ta trở về vị trí xuất phát. Trước mặt chúng ta là tòa tháp. Vâng, chúng ta đã đi một vòng xung quanh chùa. Video này tạm dừng ở đây. Mong được sự động viên của quý vị và các bạn bằng cách quý vị ấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại lời bình luận ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo là chúng ta sẽ ngắm nhìn toàn bộ chùa từ trên cao. Vâng, kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Luyện Thư Pháp, Lâm Ngọc Hiếu.